Đây là một cái ejector dẫn động bằng khí. Cái đầu này là khí vào, cái này là nước vào. Khi mà khí đi từ này về hướng đây thì nó chỉ dẫn động nước đi theo. Thì theo áp lực của khí mình nó chỉ có cho ra một cái vận tốc, cái lưu lượng của nước phù hợp. Ở đây là quay một chiều để nó ngừa trường hợp khí nó thổi vào đây mà bị cái đầu này bị lóc á, thì nó không đi ngược theo hướng này được. Đây là quay một chiều, cái chỉ cho chất lỏng đi hướng này thôi. Ngăn cản khí đi ngược lại hướng đây. Cái này là loại hồ sơ cổ điển này. Này loại nhỏ, còn có nhiều cái nó to hơn nữa. Này dùng kết nối ren, khó lắp. Ren là khó lắp, ren hai đầu nữa. Đầu này chặt nhiều lúc, đầu này chặt, đầu kia nó lỏng, khó vặn lắm. Đầu kia mình lại kết nối bằng bít nữa thì bó tay luôn, khó sửa luôn. Chỉ có đi mà gắn hơn cao su non, cắt bít sửa thôi.